Tại vì lâu quá không có nấu thôi, lâu lâu anh vô nấu bày ra tình soạn cho hai mẹ con ăn chơi. Cái khúc mà lâu quá không nấu thì cái khúc đó mới sợ á ba. Này này, ăn đi, đồ ăn còn nóng lắm. Nóng sao con không thấy khói ba? Đồ ăn bay hết khói rồi con. Nhưng mà nó còn nóng, ăn thử nè nè, ba ăn thử đi, nóng mà nè. Ăn thử đi con, ăn thử đi. Ăn đi mình. Sao mình nấu mà mình không ăn vậy? Không. Anh nhìn thấy hai mẹ con ăn là anh vui rồi. Dạ, không có gì. Nói đi mẹ. Online tốn tiền. Cái gì lai? Ý mẹ là mua hàng online bị lừa hết tiền á ba. Hết bao nhiêu tiền? Ba triệu. Mời mình mãi nắm tay trong hai bờ ao, một gia đình mãi.